Hello, chào mọi người, hôm nay mình sẽ bay Flycam khám phá dòng sông Thu Bồn này, được mệnh danh là dòng sông nội địa có lưu vực lớn nhất Việt Nam mọi người, với diện tích là 10.350 km². Sông Thu Bồn là bắt nguồn từ khấu núi Ngọc Linh thuộc huyện Đắk Gen, tỉnh Kon Tum và đổ ra biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam mọi người. Và điều đặc biệt là hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch là người dân sống ven dòng sông Thu Bồn người ta tổ chức lễ hội bà Thu Bồn nhằm tri ân sự che chở của bà đối với người dân. Và mình sẽ bay flycam khám phá dòng sông Thu Bồn huyền thoại cho mọi người xem. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình với nhé.